Anh nhìn thấy nó cái hoàn toàn này. Chào các bạn nhé. Bạn nó được ăn được mía Bắc Ninh. Không ăn được. Không ăn được mía. Đây này. Tôi tiến ngồi ngồi phát biểu cảm nghĩ này. Ngồi ngồi phát biểu cảm nghĩ này. Tiền này đưa đây. Bạn ngoài cửa cho là công ty. Phải không? Bạn ngoài thế này thôi. Hôm nay là thật là công ty kia anh bảo là thế này. Thế này là gì khác cả. Thế là thôi, nghe cái mình nghe không? Rồi, 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 anh nhìn đây, anh em phát biểu cảm nghĩ đi thế nào? Nói chung là không át được cái vía của Quang Linh. Chú Quý còn nắc đầu mà. Chú Quý hỏi mà, điều tôi mới hỏi cảm nghĩ của chú Quý còn nắc đầu với Quang Linh mà. Khả năng nhé. Bố ra đón anh em ra đón đông đủ hết nhá. Anh sợ lắm rồi, lên máy bay ngồi 4 tiếng nó đuổi xuống. Ngồi cả 4 tiếng. Cứ tưởng bay đến nơi rồi nên phát nằm ngủ luôn mà. Tưởng bay đến nơi rồi quá ra nó đuổi xuống vẫn ở Doha. Doha. Sao là bay sang ấy à? Congo à? Ờ, bay sang Congo để ngồi 2 tiếng bên Congo nữa. Từ Doha về đây mới mất chục tiếng. Mày chính à? Chính Congo đi. Linh đang tắm à? Linh tắm. Sao phải đi tắm đấy? Mấy hôm chưa tắm đấy? Mà chưa đánh răng này. Kiếp đi. Lấy tí nước hoa thì đã thôi ngồi tắm thôi. Ngoài tắm. Anh Hòa ba ngày nay chưa tắm. Vừa sang tới nơi tắm nhá mọi người nhá. Tắm chưa Tiến? Em chưa, em chờ Linh đi. Không thể, không thể giải mã được. Tiến Nguyễn là không thể, không thể giải mã được. Át vía được Quang Linh. Ngon rồi, lên máy bay ngồi nổ máy ngon rồi. Nổ máy, nổ máy chưa? Nổ rồi. Cánh quạt chạy chưa? Chạy hết rồi. À, nên là vẫn bị thả lại. 4 miếng nữa. Ngồi ở trên đấy nó nằm ngủ. Thấy nổ máy cái này là hai em kéo là bạn ngủ nên họ mới tính họ đổi chuyến đi. Hai anh em là đang ngủ. Ngủ xong đến 5 giờ sáng dậy vẫn thấy ở Doha. Đùa xuống rồi cho ăn một bữa. Nên lời đừng ăn gì đi. Lên máy bay rồi. Ngồi 4 tiếng ở trên đấy rồi. Để lên tắm cái này. Anh em hạ cánh an toàn được không ạ? Anh em an toàn rồi. Về nhà anh em ăn cơm. Nô lên chơi với Tuti. Nô lên chơi với đi. Chào tất cả mọi người nhé. Anh em mình để bây giờ ăn cơm. Chào mọi người ăn cơm. Linh đi tắm rồi. Hiện tại đã đón được hai thánh để đây. Để nơi an toàn rồi. Cả cánh họ an toàn rồi. Bây giờ là anh em ăn tối. Chúng ta em gặp anh Hòa. Anh Hòa đang ăn em ạ. Anh Hòa đói lắm này. Anh Hòa đang ăn. Anh rất là cảm ơn mọi người. Đây. Bây giờ để anh em ăn cơm nhé mọi người. Để ăn cơm. Ăn cơm sau quá thời gian dài anh em cùng nhau đông đủ. Chào tất cả mọi người.